Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry Nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Của hình bản đồ Việt Nam 714 985 Và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics Sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới 408-509-4480 714-756-1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 7889. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau chỉ 3 đồng 99 chí tại tiệm McDonald's có tham gia. Lan Hoàng Trường Phi trở lại với quý vị Trước khi gửi đến quý vị các bản tin khác đó Với một phần tin hồi nãy liên quan tới 100 người Việt Nam Đi theo chuyến du lịch sang Nam Hàn Rồi mất liên lạc đó Thì đến giờ phút này Những người này rất là vui sướng Bởi vì họ đã ở được Nam Hàn Mà qua một cái chương trình an toàn lắm Thì có hai cái phương cách để quý vị có thể đi Một cách thêm mà vui nữa đó Là thứ nhất đó là bởi vì cái chuyến đi này thường thường là 7 ngày vâng họ à, tổ chức 7 ngày mất vài ngàn mỹ kim đó quý vị đừng có trốn liền đừng có đi sang đó để biến liền đừng đừng đi mất quý vị phải đi hết cái chuyến du lịch để mình hưởng chọn cái số tiền mình đã bỏ ra 7 ngày rồi trong thời gian đó quý vị cứ liên lạc với cái người nào ở nam hàn đó để họ hướng dẫn ở trong thời gian sắp tới đây sau cái ngày cuối cùng đó, à, trước khi ra phi trường đó thì sẽ có xe đến đón anh thì quý vị chờ đến ngày cuối cùng khi mà cái thí dụ như là cuối tháng là cái ngày cuối để quý vị ra phi trường trở về đó thì đến lúc đó đó quý vị hãy 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 cùng với phái đoàn đến lúc đó thì mới là uh, rời khỏi cái cái đoàn du lịch Chứ được cứ đi sớm quá sớm ổn Đúng không sớm thì vì mình đã bỏ tiền ra mình mua cái chuyến này rồi thì uh, đó cũng là một cái phương cách cho tất cả những quý vị nào không muốn ở Việt Nam nữa và sang à, du lịch thậm chí à, nếu mà Hoa Kỳ mà có cái chương trình mà visa tôi cũng sẽ mở cái chương trình du lịch để đưa bao nhiêu người Việt Nam sang đây hướng dẫn cho họ ở lại luôn thậm chí tìm kiếm việc làm cho họ ở đây luôn nữa nha yeah. à, cũng liên quan đến tin Việt Nam <laughs> thì à, hồi nãy Ngọc Lan trong cái lúc mà nghĩ à, giải lao Ngọc Lan có hỏi anh Thụy rằng anh Thụy có thể nào tin được một người điều khiển một đường dây đánh bạc online mà cái số tiền lên đến đó, gần 90 triệu đô la 90 triệu đô la tức là 2.150 tỷ tiền Việt Nam Mà vẫn không bị bắt Bị bắt <laughs> Nhưng mà người đó nói rằng là họ bị tâm thần Họ bị tâm thần uh, hạn chế khả năng nhận biết rồi Không biết gì hết trơn mà có thể điều khiển được đường dây đó không? Không Lúc mà trước khi bị bắt đó, là điều khiển được nhưng bị bắt xong rồi đó thì tâm thần bị hỗn loạn cho nên Bị điên luôn Nếu như cái điều đó mình còn có thể chấp nhận được oh, Nhưng à. mà bây giờ đó Ông này tên là Nguyễn Văn Điền Ông mm. Nguyễn Văn Điền Ông này 47 tuổi Trung Ở Điện. Hải Phòng Trung Ông Điện. này bị bắt vào à, Cuối năm 2021 Tức là ông bị bắt vào khoảng 20 tháng 12 năm 2021 Về cái tội đó Ông là người điều khiển nguyên một cái đường dây đánh bạc Mà cái mạng. số tiền á Lên đến là 2.150 tỷ tức là 90 triệu gần và ừ. 90 triệu đô la uh, cái đường dây đánh bạc này đường dây đánh bạc cá cược gọi là bon 88 com rồi Ồ. nghĩa là ông mua cái đó, cái cái mạng đó xong rồi bắt đầu nó phân cấp ra rồi này, vân vân nó điều khiển tùm lum hết nhưng mà <laughs> ông này là là coi như là đầu tiêu hết thì khi mà công an bắt ông rồi bắt ông từ lúc đó đó rồi sau đó khám xét thu được tiền rồi súng, có súng đồ nữa, nữa, rất là nhiều. Thì công an đang điều tra thì phải phát hiện ra thêm là ông có những cái điện thoại, những cái tin nhắn mà liên quan đến vụ này. Thì khi mà đưa ra những cái đó đó để mà hỏi ông bắt đầu hỏi cung đó, có luật sư ở đó thì ông nói ông nhớ vậy đó, không... ông biết vậy đó, Đúng ông ho hoàn toàn không có hình dung ra mình đã làm cái chuyện gì hết rồi bây giờ thì công an sài gòn phải đưa trả hồ sơ lại điều tra bổ sung thêm thì bây giờ á, có một cái biên bản giám định kết quả sức khỏe tâm thần của ông này mà được bộ y tế uh, xác nhận rằng ông này là đã bị cái bệnh là rối loạn cảm xúc uh, bị động kinh uh, rồi bị bệnh quên phân ly hey, rối uh... loạn cảm xúc đủ thứ hết và từ cái bệnh của ông này nó đã có từ đầu năm 2020 là tức là cái thời điểm mà ông bắt đầu điều khiển đó là ông đã bị rồi à, cho nên là ông cái giai đoạn mà lúc từ lúc ông điều khiển cái đường dây đánh bạc đó cho đến lúc ông bị bắt đó là ông đã bị bệnh ông hạn chế khả năng nhận thức nữa cho nên bây giờ với cái, cái kết luận như vậy người ta nói rằng là ông không có điều khiển được hành vi của mình không có khả năng nhận thức cho nên bây giờ điều tra làm sao điều tra làm sao và với một người mà đầu bị kêu tâm thần mà gia đường dây đánh bạc lên đến 90 triệu đô la mà kêu là bị rối loạn luật bạc. của việt nam cộng... Thấy... Yeah. Yeah. Luật của cộng hòa xã hội chủ nghĩa là việt nam là... Thật... Là... là có có cái một ừ. cái cái luật ở đó nói rằng tất cả những người bị tâm thần là không có sự và rồi cái số tiền mà ông bỏ ra rất là rẻ có một triệu đồng à để mua được cái cái giấy chứng nhận từ bộ y tế luôn nữa thì anh Thủy nói đúng là bây giờ đó là bên <laughs> viện kiểm sát sài gòn phải ra cái quyết định là giờ đưa ông đi trị bệnh trước chừng nào trị bệnh xong ông nhớ đúng ông rồi. nhớ ra rồi thì mới hỏi cung tiếp được chứ bây giờ không thì đây là một cái cách là ngọc lan thấy rất lạ trong thời gian qua cứ nhiều người những người mà phạm tội lên cái số tiền nhiều hay những vị tay to mặt lớn tự nhiên lúc làm việc ông sao nó bị bắt cái tự nhiên điền bị tâm thần à cái có giấy tâm thần liền tức thì luôn thì ông này cũng là trường hợp như vậy rồi vào trong bệnh viện tâm thần chữa trị thì lúc mà có nhân viên tới khám tới khám đó ví dụ công an tới khám đó thì bị tâm thần thật nhưng mà đến chiều tối cái bắt đầu đi ra ngoài xe hơi tới đưa đi chơi sung sướng <laughs> sáu yeah, nó... giờ sáng hôm sau về lại bệnh viện tâm thần vô lại nằm không biết gì hết yeah, nói đến chuyện Việt Nam thì nó có nhiều lắm. rồi ngay cả một cái cái tin mà à, hay. Từ trong uh, tuần vừa rồi, hôm thứ bảy vừa rồi báo chí Việt Nam lại không đưa lạ như vậy. đó là thêm một show của ca sĩ nổi tiếng ở đây về đó tổ chức show cũng bị hủy bỏ không oh, oh. có lý do chỉ nói là ở đổi show thôi. đó là ca sĩ Thanh Tuyền. Uh, ca sĩ Thanh Tuyền thì quý vị đã biết rồi. Uh, bà rất là nổi tiếng từ trước 75 rồi qua đây thì vừa rồi đó uh, quý vị biết ừ. là cái show mà Paris By Night tổ chức ở bên Thái Lan Bangkok coi như là cái show cuối cùng của MC Nguyễn Ngọc Ngạn thì nhiều uh, người Việt Nam cũng uh, qua từ Việt Nam sang đó xem thì ca sĩ Thanh Tuyền cũng tham dự show đó xong sẵn đó làm lưu một cái show ở Đà Lạt vào mini ngày và yeah, mini show vào ngày thứ bảy 22 tháng 10 ừ. vé đã bán đã chuẩn bị hết rồi nhưng mà tự nhiên trước giờ diễn đùng cái cũng có cái thông báo rằng là show ừ. nó bị hủy không lý do nó làm cho người ta nhớ không chi đến. tiền Nga, đầy cái đủ. trường hợp giống như ca sĩ Khánh Ly vừa rồi hôm hai mươi mấy tây tháng 24 tây tháng 9 cũng vậy những cái show bị hủy rồi điện tự nhiên lý do là điện bị cúp có nhiều cái <laughs> không không hiểu nổi tại vì cái ban tổ chức của cái mini show in Đà Lạt này chi không đủ với là cũng tội nghiệp họ nói bán mini show nào bao nhiêu chừng 100, 200 chỗ mini mà thưa quý vị vài maximum chắc chừng 300 chỗ đâu có đủ xã hội đâu mà chi cũng đã chi rồi đó nhưng mà phía bên kia nói là chi không đủ cho nên phải hủy thì không biết sao à, có thể là à, chị Thanh Tuyền chị về lại xong mà chị phải ở thêm một thời gian nữa để giải quyết cái chuyện đó mới hát tiếp à, thật nhanh thưa quý vị à, lại tội nghiệp vô cùng cảnh sát ở Kansas ở Kansas City giáp danh với tiểu bang Missouri đó à, báo cáo cho biết hàng xóm báo họ vừa tìm thấy thi thể của một tài xế giao hàng của amazon và anh này anh bị chó cắn chết mà không ai biết hết mà lúc đó thì chắc anh la hét lắm mà cái khu vực nó vắng vẻ lắm cho nên người ta không có nghe được họ chỉ nói đây cái vụ mà cắn chết người xảy ra trong một cái khu nhà mà khu nhà quý vị biết là bên mỹ có nh mà nhất là ở cái khu vực xa xôi hẻo lánh này nữa nó yên ắng lắm cho nên không ai nghe hay thấy gì cả cho đến khi có người thấy ông chết chiếc xe này đậu ở bên ngoài một căn biệt thự và có người lái xe ngang thì họ báo với cảnh sát đó tôi đã thấy chiếc xe này từ tối chủ nhật rồi sáng thứ hai tôi lái xe đi làm tôi vẫn thấy chiếc xe đậu ở đó thì tôi rất là ngạc nhiên không biết tại sao Amazon Prime mà lại đậu ở đây thì họ mới nghi ngờ thì khi mà cảnh sát tới nơi thì tìm thấy thi thể của anh chàng này cuộc điều tra hiện nay đang được tiến hành chúng tôi mời quý vị theo dõi tiếp các bản tin đáng chú ý liên quan đến tình hình quốc tế Hoa Kỳ ngay sau phần quảng cáo với thời sự thế giới tạm chia tay với Ngọc Lan hẹn gặp lại anh Thụy tuần tới hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai.